Nó thì cũng mới mua vật tư sắt nhiều tiền lắm các bạn. Gần 10 triệu nè. Rồi tiền công thợ chưa chưa làm chưa tính nữa, không biết nhiêu nữa. Chắc phải hai người trở lên. Thì Lucky với dàn kem với cấu vàng ở nhà ở mới thả ra ở ngoài. Thì bây giờ mình thả ra hết cho tụi nó quần xanh quần chân rồi cho nó khỏe chân khỏe tay. Với mình cũng kiểm tra cái xăng rồi, không có gì hết, mới quét cái chổi nè, quét rác hết đó rồi. Wow. Kim Cương béo coi. Kim Cương. Trời ơi. Nằm đó hả? Nằm đó nói tôi hả? Trời ơi, có chỗ yên, chỗ ấm rồi. Nằm đó luôn, không chịu ra luôn. Rồi đây. Đi đi. Ở chít à. Chút này à, chút này dễ thương. Chút này dễ thương, cưng có ẩm chốc cay. Ẩm chốc cay. Ẩm cho tôi ẩm chốc cay. Cũng nhớ lắm ta. Tôi nhớ cô nương Kim Cương đó. Trời ơi. Thôi à, gần gần rổ rổ à. Thôi à. Mặt đây. Mấy cục dây là đi. Rồi lúc kia chở trứng ta. Thành thái giám mới là chở trứng hả? Đứa nào cũng gừng hết lúc kỳ. Thôi lúc kỳ bị xung quanh tứ văn luôn rồi. Thôi lấy đồ nghề ra hớt tóc cho bé Lu. Trời nắng là nó nóng nực lắm. Rồi Tùng đờ chuyền hớt tóc cho cuốn đấy. Quên nó lấy cái bịch mũ đựng lông chứ. Đây cho cái món này đây. Đứa nào ăn hơn cho miếng nè. Nè đây. Kinh ra. Kinh ra chỗ chân tôi mang dép coi. Dành cái gì mà dành? Có cái gì đâu mà dành. Đoạn chơi mà dành cái gì? Nhận kem đâu? Gừ cái gì mà gừ? Kiếm giờ nào mát ngồi đây.
Rồi. Rồi chỗ này thôi. Chỗ nào muốn hớt tóc ở đây. Biểu luôn. Chạy ra cái lốc kì. Chạy ra cái lốc kì. Chỗ người lớn làm việc cái lốc kì. Chạy lên. Đéo rồi xuống. Rồi cuối cùng chuột mít kỳ mất luôn cái tóc luôn rồi. Trời ơi nó xé cái con chuột mít kỳ ra, thằng cái nón, thằng cái tóc. Chết mày. Sao hả? Đéo cài. Làm gì lúc kia, làm gì lần răng à? Hồi sáng lúc kia chôm con chuột mít cây của thằng cháu mình bằng thú nhồi bông, giờ hai ngày xé làm đôi luôn. Này cưng nhất nè, chắc hớt tóc trước nè. Cái răng cái chích này à. Biểu coi. Béo cả. Béo. Trời ơi, ròm lên cái đây kia ròm. Cưng quá đây, cưng quá đó, cưng quá đi đó. À, bàn tay của con nè mọi người, bàn tay con đang xì lì nè mọi người. Cái bụng của con nè mọi người ơi, bụng của con nè mọi người ơi, con ít ăn lắm mọi người, con đang giảm cân đó. Cái bịch để đựng trong để đựng đựng tóc anh. Biểu lâu biểu không biểu ơi, đây. Sao tóc còn dơ quá luôn nè, bởi vậy mình phải hớt các bạn, nó dơ quá dơ. Phá hết đứa này đứa kia, nó cắn tôi, nó liếm tôi.
bé Mỹ nè, khỏi cần đi đâu xa, tự động tụi nó lại mình kiếm mình à. Trời ơi, cái rồi con chuột mất kia, ba thằng ba hướng cả nó xé luôn. Đồ chơi của em, đồ chơi của em, đồ chơi của tôi, đồ chơi của chị, sẽ tàn nát hết. Rồi bây giờ làm việc thôi các bạn. Tóc, cái này đồ để đi xì ba, hiểu không? Không phải đồ ăn nhanh lâu. Rồi. Rồi ok. Ok, ok. Đây em ạ. Ồ, ta cho hơi tóc đẹp cho. Trời ơi, tóc của nó dày quá các bạn ơi. Rồi mấy đứa này đi phát coi. Rồi. Rần rần kìa, trời ơi nó rần rần. Trời ơi cái lông lông mà cho nó ghê không các bạn. Không có thấy, chưa thấy luôn nè. Tóc gì đâu mà dày dữ vậy con. Em nực phải rồi. Như nhung vậy các bạn.
như nhung nữa. Về cua luôn. Mát không luôn, mát lạnh luôn hả luôn. Trời ơi, mấy này làm gì cái cọng dây đeo của người ta lại cũng ghi nữa. Hết hết, không có đứa nào không hết, đừng lo, đừng có phân bì. Tại anh Lu ảnh tóc dài hết trước. Mới có 10 năm chứ nhiều chưa hết tóc. Thôi gọn gàng liền. Cái gì? Thôi. Họ chỗ luôn nó hết tóc làm gì lúc kia gừ gừ bực lúc kia quá. Đi đâu khác đây, ganh tị nữa, chó mà cũng ganh tị nữa rồi sao ta, đã cha sợ con người rồi mà cái cha không thích rồi. Biểu coi. Trời ơi, đóng đây, hàng chi đẩy không đi phải rồi. Làm cái gì mà phải rần rần. Cái gì nữa đây. Cha đang hớt cha. Tóc của nó như tóc luôn, như tóc người vậy các bạn. Hiểu luôn. Lại.
Quá đẹp luôn luôn ơi. Hơn lưu không tiếng, hơn tiếng luôn. Được một bên rồi đó. Đi đâu múc chỉ rồi. Con mai nó bơi lội nữa. Lại lâu lâu ở đây cả lại 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 lâu lâu ở đây cả ở đây. Ừ, thằng nhỏ cũng được, thằng nhỏ. Đó, đẹp chưa các bạn? Mình hớt phạm chỗ này, hai lỗ. Rồi, hớt hết luôn, rồi đặt hẹn ngày đi, tôi hớt hết luôn. Ơi.
Rành rành rồi rồi các bạn ơi. Đâu ở đây ngồi đi chơi xong rồi luôn. Được rồi. Chưa con. Còn lâu lắm con. Chưa cắn lộn rồi ư sùm cắt lông để cho nó sạch sẽ các bạn. Nó thoáng mát. Gì đâu mà lông dài cả tấc mấy. Ghê thì chứ. Dài hơn tóc mình nữa. Được rồi. Hiểu không? Trời ơi, nhột.
Wow. Hôm nay mình hớt hai bên, còn cái đuôi với cái đầu mai hớt tiếp các bạn. Lâu cái ghê. Lu giờ nó muốn đi chơi rồi. Hôm nay mình sẽ hớt cho bé Lu thành cái con sư tử các bạn. Sư tử mà nhuộm lông màu đen. Thầy nhóc ở dưới đây, hàng chi nó không đi. Lu vô. Vô Lu. Em có Lu. Lu nè. Lu nè. Trời ơi mát đã luôn. Có gió, có gió. Qua luôn, qua đã luôn Lu ơi. Nhảy tưng tưng nữa Lu. Còn khúc này nữa luôn. Nằm xuống luôn luôn. Nằm xuống dễ làm luôn. Rồi để ta làm ăn cứ lúc kia lại đây phá hoài. Bữa nay có một cái đầu không biết sao đủ sống gia đình đây nè. Kiếm đường chuồn. Kiếm đường chuồn. Cái này tròn. Lỡ cắt là cho đẹp luôn rồi, thả ra chơi.
chứ để cắt kiểu mà bên cắt bên hông á, người ta mốt cái đâu có không có chứ, ta chạy tiệm cho anh luôn à, không ai là hết tiệm cho là sao, mất khách hết sao, con là mẫu cho cha hết tóc nè. Rồi đó, để mày đây đó, các bạn thấy con sư tử chưa, thả là luôn rồi, đi đâu đi đây. Rồi người ta là sư tử đó ơi. Hốt mấy cọng lông này vô tay. Ra trên ra coi. Hai ông này ra cho khác coi. Trời ơi quậy. Quậy. Quậy mấy mốt tới có cái tài mình hết rồi đừng khóc. Nó có một hơi, có hơi hai bên thành thôi các bạn. Rồi cái mành con mấy cái nhỏ ngủ nó xé tan mát luôn, lại luôn. Đứa nào thích mấy cọng dây này nói. Quậy lắm nè, à, nãy giờ tôi hớt tóc nè, ba hai đứa nè, nó lại nó cắn cái giò tôi nè, hai thằng hai bên nhọt gần chết. Anh hai ra đó. Lu mẹ đó. Trời ơi tôi hớt tóc giống giống con sư tử luôn các bạn. Đứng lại, đứng em để cho tao nhìn coi. Đứng em. Mới thả là cắn liền. Cắn gì loại thằng Lu. Nãy giờ nó nhốt riêng rồi, đâu có sợ ai đâu.
đây không thích đứt luôn cái cũng lỗ của mẹ. Hãy lấy cho tụi nó thằng nước uống coi. Nước mà tụi nó bơi vô đây không à. Uống đây, uống nước ngon đây. Đó à. Hay thiệt. Anh Lưu thấy mình hớt tóc đẹp không các bạn? Hớt như chó cạp. Ồ bây giờ anh Lưu la hình rồi đó chứ bộ. Anh Lưu có hình sao mà không thấy. Chỉ có để tôi phóng gần gần là các bạn thấy không? Đó. Thấy mình hớt tóc đẹp không? Như con sư tử luôn á. Mà tại vì thôi à. Đi con. Anh Lưu bây giờ như con sư tử vậy đó chứ không phải giỡn. Anh Lưu có cơ bắp á. Thôi à. Thôi Lưu nó dữ lắm, không phải nó hèn đâu mà con lại đứng xí xí đi vô khác. Dặn các em đi. Rồi. Rồi. Rồi nghe không. Con có chút xíu à, Lưu nó mười mấy ký, con có sáu ký á. Thôi. Thôi thua thôi. Thua. Rồi phải can rồi nè các bạn. Phải can rồi nè. Phải can thôi. Thấy không, thấy Lưu không, cơ bắp nè, cha hớt tóc cha gọn gàng là Lưu là cơ bắp á.
À, một đứa cơ bắp nữa nè. Ganh ăn ghét ở ôi đủ thứ. Đứng đây đi, ngồi đây, ngồi đây, không đi đâu, đi đâu á. Thấy lúc kia không, trời ơi, nó bự vô du lịch luôn. Rồi cha hớt tóc rồi, mát mẻ không, đã như một con sư tử. Lâu mát rồi, mình lại nên nịnh. Hớt tóc vậy vẫn còn nóng các bạn. Mai cho mình sắm thêm cái kéo nữa, mình tỉa cho nó lông nó ngắn là bớt, rồi mình đẩy nó dễ. Này cái này đẩy có mấy cái nó dính gỡ ra hoài mệt. Đó thôi à. Ẩm đi luôn nè. Ẩm đi luôn. Có ngày gừ gừ ẩm đi luôn. Nè. Ẩm vô nhà luôn. Thôi vô nhà chơi mình luôn đi. Vô nhà chơi mình luôn đi. Rồi rồi nó xé. Lưu đẹp trai đó. Cái hình anh lâu như con một con sư tử luôn. Bị cháy nắng, đi ruộng thăm ruộng nhiều quá bị cháy nắng các bạn. Nên mình hớt tóc nó để cho nó coi nó có đen là không. Nhưng mà tự nhiên cái lông nó vàng khè kỳ, bị cháy mấy bìa ở ngoài. Cưng lắm á, hồi đó là mình ẩm đi chơi hoài luôn á. Bây giờ nó bự chà bá luôn. Bây giờ nó như một con sói vậy. Con hàm răng nó cũng khủng khiếp luôn nè. Đó. Rất là dữ, rất là hung dữ. Và rất là hiền. Đối với con người nó rất là hiền, nhưng mà đối với kẻ thù là rất là hung bạo. Đó. Ghê lắm đó.
cái lông gì mà nó dày, nó dài nữa các bạn. Tấn mấy. Dài, dài gần cả gang tay luôn. Đẩy hai ba cái dính, hai ba cái dính. Cái này cho mày lấy kéo nhấp, nhấp trước rồi bắt đầu mới đẩy, đẩy xong rồi sạch sẽ xong rồi mai mới tắm. Mai tiễn mới mua cái kéo xịn. Cưng quá. Kéo nè các bạn, thấy không các bạn? Con của đứa này chơi với mẹ đứa kia, mẹ đứa kia thì chăm sóc con của đứa này, mẹ vàng thì chăm sóc đô la, còn mẹ mật thì chăm sóc ruby. Ngược đời. Nãy mệt mệt quá vô nằm chút xíu, giờ nó bần thần làm như bị cảm rồi các bạn. Tôi bị chuyên gia đi phá làng, phá sớm. Người ta chơi mình tôi đâu có ghẹo ai đâu, cũng lại cắn tan cái nó là chạy. Mắc cười quá vàng hãm nó bự bự, bây giờ mấy đứa này nó lên, cái tấn lên cái nó nhích lên, cái mấy này lùng lại. Vàng nó là dặn lùng. Cắt vậy mà còn kiếm chỗ nó nằm mà nóng các bạn. Cắt cái bụng, cái ngực rồi cái hai bên thành, hai bên sườn rồi. Để mình mai mình mua cái kéo rồi mình cắt mới được, cắt tỉa trước. Rồi cái ông đó đó nằm là êm chuyện đi, bị đặt đi quậy đi phá rồi đi dí này người kia hừ hừ người nọ rồi. Anh Ròm có cái món đồ chơi, anh Ròm đang ngay nhai ngấu nghiến. Còn bé vàng thì đang say sưa nhai mấy miếng gòn của cái nệm của tụi nó. Nhốt cái con ở trong nhà mà nó ra đây kiếm chuyện hết cái này cái kia đó, mà ra đây kiếm chuyện bị mấy kia xử nữa. Ừ.
rồi nó ra nữa rồi, cứ đây gờ gờ dành dành sợ sợ dành gái về tay ngàn lu đó, cứ vậy đó lu rất nó hèn lắm đó. Mình cắt cái lông của con lu tiếu các bạn chừa hai bên à, hết hai bên chừa giữa. Lu đẹp lắm á, đừng có giỡn, tại nó màu đen thôi. Thôi à, xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thì hôm nay mình hớt tóc cho bé Lu. Cái lu đen nè nó, thì ngày mai mình mua cái kéo sẽ hớt nữa cho nó đẹp. Con sủa gì ra vậy nó, thì bé Lu hôm nay được khỏe, được đẹp. Bây giờ cái dàn kem nó ganh cái đi đâu tới đâu sủa tới đó. Thôi tạm dừng video tại đây các bạn. Xin chào mọi người các bạn. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình hớt tóc cho bé Lu. Hớt tóc cho bé Lu để bé Lu đẹp trai với mát mẻ các bạn. Đó thì dàn kem hay tối ngày đi theo cái hồi của mình, chuyên gia mình nhốt trong trong nhà hoài. Nhốt lại luôn. Nhốt lại nè. là hết gừ à. Đó, nhốt lại rồi các bạn. Đó, nhốt vậy là hết gừ. Các bạn nhớ cái hình đại diện của mình không các bạn? Nó 8 tuổi rồi, nó hết năm nay là 8 tuổi rồi đó. Đó thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.